chào các đồng chí nhá, các đồng chí xin phép các đồng kinh nhá, được không? Vui vẻ nhá. Vui vẻ, các đồng chí cứ vui vẻ với nhau. Người Việt Nam phải bác ái yêu thương nhau. Như các đồng chí mà đối xử với Đức Cha Mikael Hoàng Đức Oanh giống hôm mùng 4 Tết á, là tôi không đồng ý đâu. Hôm nay là tôi đến lì xì cho các trẻ con với lại các người lớn ở Vườn Lộc Hưng á. Và tôi đến đây đọc kinh cầu nguyện cho các đồng chí nữa. Tôi cầu nguyện cho các đồng chí là biết yêu thương nhau, biết thực hiện công lý và hòa bình. Công lý và hòa bình. Tự do, công bình, bác ái. Đó, bây giờ là tôi giờ đọc kinh nhá. Xin các đồng chí đừng có phát loa. Không có được phát loa, cái loa đâu rồi? Cái loa kia kìa. Phải tắt đi nhá, không có được phát loa. Phải đối xử tốt với nhau, phải đối xử tốt với nhau. 2, 4, 6, 7 đồng chí, 8 đồng chí nhá, không có được đối xử tệ với nhau. Mình là người Việt Nam với nhau, mình phải đối xử tốt với nhau. Rồi bắt tay các đồng chí một cái. Rồi bắt tay đồng chí, rồi vui vẻ. Rồi mời bà con đọc kinh nhá. Vô màu xanh, màu vàng đây, màu vàng. Tôi đặt đứng gần cô. Có lẽ là tôi đứng lên đây cho nó gần, cho nó cao. Xin mời anh chị em đứng xa xa bên kia, chúng ta có thể hợp ý cầu nguyện. Xin mời các đồng chí công an, chúng ta cũng hướng ý cầu nguyện, chúng ta cũng cầu nguyện cho các đồng chí. Chúng ta làm sao mà cầu nguyện cho đất nước chúng ta được tôn trọng, công bình, bác ái, yêu thương, tự do, công bình, bác ái. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay tôi đến đây tôi chia sẻ nỗi buồn với anh chị em, nỗi buồn vừa bị đập phá, tan nát nhà cửa. Tôi cũng cầu nguyện xin Đức Mẹ đến để an ủi anh chị em. Xin Đức Mẹ đến để mang công lý, công bình đến cho bà con giáo dân Lộc Hưng, để bà con sẽ được nhà nước đền bù, nhà cầm quyền họ sẽ đền bù với anh chị em một cách thỏa đáng, công bằng, bác ái. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhà cầm quyền họ biết thương dân, rồi cầu nguyện cho các đồng chí công an làm nhiệm vụ ở đây họ cũng biết sống bác ái yêu thương với anh chị em. Giờ đây xin mọi người cùng hướng ý cầu nguyện, hướng lên Đức Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, xin Đức Mẹ thương đến chúng con là đàn con chiên ở Lộc Hưng đã bị cộng sản họ đập phá nhà cửa. Tết này chúng con đã không có nhà để ở, và xin Đức Mẹ thương đến chúng con và biến đổi lòng của những người cộng sản để họ bớt gian ác, họ biết yêu thương đồng loại, biết yêu thương anh chị em. Và xin Chúa, xin Đức Mẹ đến nhiều người có lương tâm như các luật sư, và nhiều người bên lương họ có lương tâm để đến chia sẻ an ủi chúng con. Xin Đức Mẹ chúc lành cho mọi người chúng con nơi đây. Amen. Giờ đây tôi muốn thưa chuyện và hỏi ý anh chị em nhé. Bây giờ đó là tôi muốn ra vườn đó, vườn ngoài vườn của anh chị em, được đặt chân lên đất của anh chị em. Và tôi muốn nói chuyện với anh chị em chừng 10 phút thôi. Và cái sự ra ngoài đó thì cộng sản họ không có thích đâu. Bởi vì anh chị em bước chân lên đất của mình á, là anh chị em đã xác định đất của mình. Và cộng sản nó không thích anh chị em bước lên chân lên đất của anh chị em đâu. Tôi biết điều đó, nó chỉ muốn anh chị em bước lên đài Đức Mẹ thôi. Họ không có muốn anh chị em bước ra đất, bởi vì bước ra đất vườn đó là anh chị em còn xác định vườn của anh chị em. Mà bây giờ đang tiến trình là anh chị em đã đóng thuế 25 năm rồi, từ năm 76 cho tới năm 2000. Thì cái điều quan trọng nhất nhé, anh chị em phải đòi giấy xác định đã đóng thuế, đã xác định chủ quyền đất đó của anh chị em. Nên điều tôi muốn anh chị em là dẫn tôi ra đất của anh chị em. Tôi muốn điều đó thôi, mà không biết anh chị em có chiều ý tôi không. Bây giờ ai đồng ý bước ra đất giơ tay cho xem. Rồi tất cả đồng ý bước ra đất. Tôi sẽ bảo vệ anh chị em. Côn đồ nào đánh anh chị em tôi chịu trách nhiệm. Tôi sẽ điều hành cái cuộc nói chuyện này.
Ai đánh anh chị em tôi chịu trách nhiệm, tôi bảo vệ anh chị em. Anh chị em cứ yên tâm. Dạ. Xin ông Thạch mang quà ra cho cha, biết là cô Nguyên quà ra để tặng anh chị em. Anh chị em nắm tay nhau nhé, anh chị em cùng hát. Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng la nhịp nhàng, vui hát mừng sánh Chúa cứu độ ta. Anh chị em đi vòng tròn, anh chị em nắm tay nhau. Anh chị em nắm tay nhau. Anh chị em nắm tay nhau đi vòng tròn nha, anh chị em nắm tay nhau. Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng sánh Chúa cứu độ ta. Rồi anh chị em nắm tay nhau, không để cho người là mặt vào vòng cho vòng tròn nhé. Em xin anh chị em nắm tay nhau, không để cho người là mặt kẻ xấu mặc thường phục. Đề nghị anh chị em nắm tay nhau, anh chị em nắm tay nhau. Còn những người nào già yếu thì bước vào trong, đừng có để rồi. Rồi kính thưa quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết, vẫn còn là trong ngày Tết. Tôi đến đây tôi thăm hỏi anh chị em và chia sẻ cái nỗi buồn của anh chị em. Và đồng thời tôi cũng lên án những kẻ ác, đó là nhà cầm quyền cộng sản đã làm những cái điều ác trên quê hương đất nước chúng ta. Và họ đã cướp đất từ năm 54, từ năm 54 là gọi là cải cách ruộng đất, và họ đã giết 172.000 người. Rồi sau năm 75 thì họ đã gọi là đánh tư sản, họ đã cướp những nhà nào giàu có và họ đã cướp đất, cướp tài sản của người ta. Đó là một cái sự bất công đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải lên án những cái hành động bất công đó. Tôi đến đây tôi kêu gọi anh chị em phải xây dựng công lý, hòa bình và bác ái. Theo như Matthew 23 câu 23, Chúa Giêsu nói là: khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và luật sĩ giả hình, các ngươi chỉ lo nộp thuế thập phân thì là vân hương, rau húng, còn các ngươi bỏ qua điều luật quan trọng nhất, đó là công lý, lòng nhân và lòng thành tín. Cho nên là cái điều công lý là rất là quan trọng. Tôi nói với anh chị em, tôi thấy anh chị em là bị thiệt thòi rất nhiều, chứ ở quê tôi á là những người làm tô đất của nhà thờ. Đất này là đất của hồi vừa sai Paris, là đất của giáo hội. Những người làm tô cho đất của giáo hội thì sau năm 75 là theo nghị định 111 là đều được cấp sổ đỏ. Đấy là quê tôi, là những cái xứ như là những cái xứ vùng tôi là xứ Mỹ Hồ, xứ Bức Lý, xứ Bức Thánh là đều được cấp sổ đỏ hết. Như vậy anh chị em được quyền cấp sổ đỏ nhá, anh chị em ở đây, anh chị em được, thứ nhất là được quyền cấp sổ đỏ, thứ hai là họ đến đây họ đập nhà anh chị em là họ phi pháp, là cộng sản đã bất tuân pháp luật, là bởi vì á là muốn đập phá người ta là phải có biên bản đền bù, biên bản vi phạm hành chánh. Khi mà anh chị em xây nhà là họ phải có biên bản vi phạm hành chánh. Rồi sau đó thì có biên bản cưỡng chế, rồi họ mới được quyền đập đúng pháp luật. Và nếu mà đập nhà đúng pháp luật đó, là phải có tiến trình. Thứ nhất là đền bù giải tỏa, thứ hai là sắp xếp tái định cư, thứ ba là có vòng hiệp thương, thứ tư là giấy quyết định giải tỏa, và thứ năm mới là đập nhà. Cho nên là cộng sản đã bất tuân pháp luật, họ đã dùng sức mạnh. Thế thì anh chị em chúng ta là phải đấu tranh cho công lý, không phải là đấu tranh cho mảnh đất của mình, mà phải đấu tranh cho công lý. Bởi vì Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta đã bị bất công từ năm 54, rồi đến năm 75, rồi cho tới ngày hôm nay. Nếu anh chị em mà không đấu tranh á, thì là lỗi phạm với Chúa Giêsu, lỗi phạm với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói điều luật quan trọng nhất là công lý,
lòng nhân và lòng thành tín. Công lý là lẽ phải, là lẽ công bình. Lòng nhân là lòng thương xót Chúa đó, lòng yêu thương nhau. Và lòng thành tín đó là trung thành, trung tín với Thiên Chúa, trung tín với giáo hội. Thế thì qua những điều tôi nói á, thì đồng chí Nguyễn Thiện Thiện Nhân, đồng chí thấy họ đập nhà ở vườn rau Lộc Hưng, thì đồng chí bảo là chuyện bình thường. Tại là sao là chuyện bình thường? Bởi vì cái lương tâm của đồng chí là lương tâm chai đá rồi, lương tâm dửng dưng vô cảm. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân á, thấy người ta cướp nhà năm 54 ở ngoài Bắc ngon lành quá, rồi người ta cướp nhà năm 75 là ngon lành quá, nên đồng chí nói là chuyện cướp nhà ở Lộc Hưng là bình thường. Bởi vì lương tâm đồng chí đã chai đá rồi, lương tâm chai lì, lương tâm vô cảm. Thế thì tôi đề nghị đồng chí là phải đến đây, đứng tại chỗ cha Tân nè, xin lỗi bà con Lộc Hưng, mà phải khóc đàng hoàng nhé, phải khóc đấy cơ. Tôi đề nghị đồng chí đến đây phải khóc, giống như bác Hồ đó, sau năm 54 đến năm 56 cải cách ruộng đất ở phía Bắc á, bác Hồ sau đó thì lên TV, lên truyền hình khóc. Và tuy nhiên đó chỉ là con mèo khóc con chuột thôi, con mèo khóc chuột. Nhưng mà tôi đề nghị đồng chí đến đây Thiện Nhân đến đây phải khóc, và tôi hứa với bà con á, là đồng chí chắc chắn là phải đến đây xin lỗi bà con. Tôi hứa với bà con, nếu mà đồng chí không làm á, thì tôi thề là tôi sẽ tặng cho đồng chí một lọ dầu cù là. Tôi thề là tôi sẽ tặng cho đồng chí một lọ dầu cù là, với lại một cái khăn mùi xoa đây nhá, dầu cù là. Tôi thề với anh chị em là tôi sẽ tặng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân một chai dầu cù là. Nếu đồng chí không chịu khóc thì tôi sẽ thề dầu cù là để bôi vào mắt này nhá, đến đây để bôi dầu cù là vào mắt. Và đây là cái khăn mùi xoa là để lau nước mắt. Đó là đồng chí phải noi gương bác Hồ. Noi gương bác Hồ là phải khóc. Đến đây xin lỗi bà con và phải khóc. Nếu mà không khóc á, thì tôi thề, tôi hứa là tôi sẽ tặng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân một chai lần dầu của là. Xin bà con nắm tay nhau. Bây giờ đã có kẻ lạ đã xuất hiện đề nghị. Bà con nắm tay nhau, đừng có nhìn họ, đừng có nhìn họ. Đề nghị nắm tay nhau, kẻ lạ đã xuất hiện. Đề nghị nắm tay nhau cho để bảo vệ vòng tròn. Đứng gần vô, đừng có nhìn họ nhé, đừng có nhìn họ. Chúng ta cứ nhìn mình thôi. Người quen. Thôi nhé. Tôi có hai chai nữa cơ, tôi sẽ tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng và có hai cái khăn mùi xa nữa. Tôi sẽ gửi tặng bảo đảm, tôi sẽ hứa bà con là tôi sẽ tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng nữa. Một chai dầu cù là và một cái khăn mùi xa. Để các đồng chí phải lên TV, đồng chí phải khóc lóc xin lỗi bà con Thủ Thiêm, cũng như là xin lỗi bà con Lộc Hưng. Thế thì anh chị em ở đây á, là anh chị em đầy đủ pháp lý để chứng nhận anh chị em là sở hữu của mảnh đất này nhé. Tôi rất cảm ơn 17 luật sư bên Lương đã có lương tâm, và 2 luật sư bên Công giáo đã đến đây hỗ trợ pháp lý cho anh chị em. Tôi bảo đảm với anh chị em 100% là anh chị em đúng pháp lý nhé. Anh chị em có đồng ý không? Đồng ý. 100% là anh chị em đúng pháp lý. Cộng sản là người bất tuân pháp luật, còn anh chị em là người đúng pháp lý. Họ vi phạm pháp luật. Rồi bây giờ tôi xin hỏi anh chị em một câu nữa. Anh chị em đề nghị gì với nhà cầm quyền cộng sản hiện nay này? Bây giờ họ đã lỡ đập phá nhà của anh chị em, vi phạm pháp luật rồi, bất tuân pháp luật rồi. Bây giờ ai có ý kiến đây? Anh chị em đề nghị điều gì với nhà cầm quyền cộng sản? Xác nhận giấy quyền sử dụng đất. Mọi người thôi, bây giờ cha hỏi mọi người thôi, ai giơ tay, ông nào đại diện ông? Cho chúng tôi. Cho chúng con quyền sử dụng. Cha con đề nghị chính quyền cấp sổ đỏ cho bà con chúng con. Con có đồng ý không? Đồng ý. Điều đó là hợp pháp nhé. Nếu mà sứ Mỹ Hội của Phước Lý, Phước Khánh của chúng tôi cũng được như vậy thì anh chị em là hợp pháp. Và rồi ở đây có ai ý kiến gì nữa không? Cha con có ý kiến. Thưa cha, đất này của chúng con di cư từ 54 tới bây giờ là chúng con đầy đủ pháp lý để hưởng quyền sử dụng đất. Thì bây giờ chúng con yêu cầu cha giúp đỡ chúng con bằng một cách lấy lại công bằng cho chúng con trên đất này. Đó, con xin hết.
Rồi, cảm ơn. Rồi. À, đất này cha biết đó, là đất của giáo hội, đất của hội thừa sai Paris. Nhưng mà đúng chiếu theo luật nhà nước đó, là sau năm 75, ai mà làm tô cho đất của giáo hội thì là phải nhà nước phải cấp cấp quyền sử dụng đất cho người ta. Và giáo xứ Mỹ Hội Phước Khánh Phước Lý của chúng tôi đã thực hiện như vậy. Và hơn nữa anh chị em đã đóng thuế từ năm 76 cho tới năm 2000 là 25 năm đóng thuế rồi. Thì anh chị em phải có quyền trên cái mảnh đất này. Và tôi khẳng định là anh chị em sẽ thực hiện được nhé. Anh chị em có đồng ý không? Đồng ý. Nhưng mà có một điều bất công là, một điều tôi nói với anh chị em này, có một điều bất công á là điều 4 luật đất đai năm 2013 đó. Cộng sản đã nói là đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Thế thì hôm đó tôi gửi thư lên ông Nguyễn Thiện Nhân rồi. Tôi nói là ông phải sửa đổi cái luật này, là ông phải ghi lại là đất đai là sở hữu tư nhân, sở hữu tư nhân do nhà nước giám sát, cấp bằng chứng khoán và thu thuế. Đất đai là sở hữu tư nhân do nhà nước giám sát, cấp bằng chứng khoán và thu thuế. Anh chị em có đồng ý sửa đổi luật đó không? Rồi, rồi nữa là theo tôi á, thì cộng sản nó đập nhà của anh chị em là phi pháp rồi. Nó đập nhà phi pháp bởi vì nó không, nó bảo là anh chị em xây đúng pháp luật, à xây không có giấy phép. Không có giấy phép là vì họ không cấp cho anh chị em. Đấy là điều thiệt thòi của anh chị em. Xin cả hàng chục lần mà họ không cấp. Mà đất sổ đỏ cũng vậy. Anh chị em đi đi lại lại khắp nơi mà anh chị em đầy đủ điều kiện giấy đóng thuế này kia mà họ không cấp. Họ bảo anh chị em không có giấy là vì họ không cấp, chứ không phải là lỗi tại anh chị em nhé. Họ đập nhà anh chị em là phi pháp, không có biên bản phạt hành chính mà cũng không cấp giấy cho người ta. Thế thì giờ đây á, tôi hỏi chị em, tôi bắt trước Đức Cha Giuse. Sau khi nói một vài điều thì tôi hỏi chị em xin hứa nhé. Nếu mà anh chị em đồng ý á, thì anh chị em thưa với tôi là con xin hứa nhé. Thưa xin hứa, cho anh chị em đáp là thưa xin hứa. Thế thì tôi hỏi anh chị em này. Anh chị em có hứa không? Anh chị em có hứa đoàn kết yêu thương nhau để đòi công lý không? Anh chị em nói là thưa con hứa nhé. Nói to lên, thưa con hứa. Thưa con hứa. Rồi anh chị em có hứa là thực hiện tự do công bình bác ái không? Thưa con hứa. Rồi anh chị em có hứa là từ bỏ ma quỷ không? Thưa con hứa. Anh chị em có hứa từ bỏ những đảng độc tài rồi bất công gian ác không? Thưa con hứa. Rồi giờ đây tôi sẽ cùng với cô Phạm Thanh Nghiên sẽ tặng quà và lì xì Tết cho anh chị em. Đây là món quà do bán sách. Tôi là người thủ quỹ thu tiền dùm cô Phạm Thanh Nghiên thôi. Bán một cuốn sách, tác giả là cô Phạm Thanh Nghiên. Và có để chia sẻ một chút xíu với anh chị em. Xin anh chị em đứng thành hai vòng tròn cũng được. Những người gần tôi được đứng một vòng, những người mà đứng xa thì vòng thứ hai. Xin cô Phạm Thanh Nghiên lì xì cho anh chị em. Anh chị em đứng yên nhé, anh chị em đứng yên. Rồi anh chị em đứng yên. Nhờ cô Tân đi phát phụ vòng bên ngoài, cô Nghiên phát vòng bên trong. Và nhờ ông Thạnh đi phát kẹo cho cha nhé. Mỗi người hiện diện ở đây một bịch kẹo. Nhờ ông Thạnh khui thùng ra đi phát kẹo cho cha. Nhờ ông Thạnh với lại anh Di Lê. Anh Di Lê đi phát kẹo cho cha. Đây vòng trong trước, xin anh chị em vòng ngoài nắm tay nhau nhé. Xin anh chị em vòng ngoài nắm tay nhau. À, vòng trong cũng nắm tay nhau. Em bé này chưa có lì xì này. Em bé này chưa có lì xì Nghiên. Phương đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy
yêu thiết tha, yêu Chúa hết lòng, hết sức hết cả. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng người, đâu có tình bạc ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Là giờ đây cô Phạm Thanh Nghiên có điều gì muốn chia sẻ với anh chị em không, rồi cha sẽ ban pháp lành cho anh chị em. Dạ. Con cảm ơn cha. Cảm ơn các cô chú bác anh chị em. Chắc là cũng trời cũng rất là nắng, thành ra con cũng không nói nhiều. Còn chúng ta cũng đã dâng lời cầu nguyện rồi. Bây giờ chỉ cầu nguyện theo cách riêng của chúng ta để Chúa mẹ ban bình an cho chúng ta. Và đầu năm mới xin chúc cho tất cả anh chị em, cô chú bác sức khỏe, bình an và được hồng ân Thiên Chúa. Cảm ơn ạ. Vâng, tôi cũng xin chúc Tết anh chị em một năm mới được tràn đầy ơn phúc lành của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ đến, sẽ gửi người đến để an ủi với anh chị em. Xin cầu chúc anh chị em cho gia đình anh chị em được mạnh khỏe, mọi điều được thuận lợi, và nhất là anh chị em sẽ đòi được công lý, sẽ đòi được công lý trên quê hương, trên mảnh đất này. Xin cầu chúc mọi gia đình được bình an, hạnh phúc và đòi được công lý. Giờ đây cha ban phép lành cho anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin yên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em ra về bình an. Cảm ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.